Hello TT, xin chào tất cả mọi người ha. Thì video hôm nay là ngày 29 tháng 1 nha mọi người. Thì mình cũng có ra vài con điện thoại. Thì mọi người xem ưng ý con nào á thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262 ha mọi người ha. Đó. Và mình cũng có đánh số thứ tự rồi, mọi người lưu ý nha. Mình có đánh số thứ tự và mình có ghi ở trên mình màn hình á, số 1, số 2, số 3, đó có đầy đủ hết thì mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Và video hôm nay là ngày 29 tháng 1, mọi người lưu ý nha. Rồi câu số 1 thì mình có một con iPhone 5G nè. Con này là iPhone 5G bản 16GB máy quốc tế ha, giá chỉ có 550 thôi. Mua về con này thì thích hợp cho mọi người mua về để mà nghe gọi hoặc là Zalo hoặc là xem YouTube thì ok. Giá thì chỉ có 550 một cây thôi nha. Ngoại hình thì có phải có chày, đã qua sử dụng rồi mọi người. Số 1 nha, iPhone 5G giá là 550. Rồi số 2 nè. Số 2 là iPhone 5S. Đó. Đây là iPhone 5S và con này là bản 16GB thôi mọi người ha. iPhone 5S bản 16GB máy quốc tế. Con này thì bị mất vân tay rồi, giá thì là 750. Thích hợp cho mọi người mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon lành. Pin là pin đã thay mới rồi mọi người nha. Giá thì chỉ có 750 một cây thôi. Đây là con số 2 nha. Rồi con số 3. Số 3 là một con iPhone 5S ha. Con này là iPhone 5S và nó là bản 64GB nha mọi người. Con này là bản 64GB mất vân tay ha và màu gold, giá là 850 một cây cho mọi người xài. 850 nha. Đây màn hình thì ok hết. Pin pin bọt thì là pin mới, pin bọt đều là pin mới hết cho mọi người ha. Đó. Nghe gọi thì ngon lành, 850 thôi. Con màu gold nha. Bản 64GB luôn nha mọi người. Con này là bản 64GB mọi người lưu rất là nhiều ha. Cam ký đồ nét, nói chung là con này thì chỉ bị mất vân tay thôi, được cái là 64GB thì mọi người lưu rất là nhiều. Ngoại hình đẹp nha, ngoại hình con này cũng còn đẹp tầm khoảng 95% luôn á ha. Giá là 850. Con số 4 nè mọi người. Con số 4 cũng là một con iPhone 5S và con này thì màu đen. Đó, màu đen xám nha. Mọi người thích lấy màu đen thì lấy con này. Con này thì cũng là bản 64GB, chỉ bị mất vân tay thôi. Giá thì cũng là 850 một cây ha. Máy ok hết, chỉ bị mất vân tay, được cái là bản 64GB. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha, màn zin hiển thị bao đẹp. Đó. Giá cũng là 850 nha. Con số 4. Rồi con số 5 nha mọi người. Số 5 là một con iPhone nè. Ha. Đây là iPhone 6G bản 16GB, chỉ bị mất vân tay ha. Con này mất vân tay, pin đã thay mới rồi, giá có 1,1 triệu thôi mọi người. Số 5 ha. iPhone 6G bản 16GB mất vân tay. Màn hình hiển thị đẹp nha. Nói chung là những con này thì thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, làm máy phụ rất là ngon ha. Giá thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Số 5 nha. Rồi số 6 nè. Con số 6 là một con cũng iPhone 6G và con này là bản 32GB nha. Bản 32GB máy quốc tế, máy full hết, pin là pin thay mới. Giá thì con này là 1,350,000 thôi. Thì tại sao con này thì có ngoại hình thì có viền, có phẩy, có chày ha. Nên TT để cái giá hợp lý cho mọi người xài luôn. Chỉ có 1,350,000 cho mọi người à. Nha. iPhone 6G bản 32GB máy quốc tế nha. Đó. 350,000 nha mọi người. Máy full á, con này là máy full số 6 nha. Rồi số 7 nè. Số 7 là một con Samsung. Đây. Samsung Z5. Ha, Samsung Z5 đời 2, con này hình như là đời 2015, RAM 1.5, bộ nhớ là 16, nhưng mà màn hình là màn AMOLED mọi người. Màn hình rất là đẹp luôn, thích hợp mua về để mà nghe gọi hoặc là Zalo hoặc là xem YouTube hoặc là Facebook thì ok. Giá bèo nhèo luôn, chỉ có 5 xị thôi nha. 500.000 con số 7 nha mọi người, Samsung Z5. Rồi con số 7, số 8 này. Ha. Số 8 là một con Samsung nữa, còn con này thì Samsung A10s, RAM thì RAM 2. Bộ nhớ thì là 32 nha. Màn hình là 6,2 inch HD cộng. Chip là chip Helio B22, pin được 4.000 á. Pin tương đối ok á, pin trâu. Xài được 4G luôn, giá con 1,3 triệu thôi ha, con số 8. Ngoại hình thì có phẩy, viền vứt thì vỏ zin nha, có phẩy có chày nha mọi người. Nè, vỏ này có phẩy có chày nè nha. Nhưng mà được cái là màn zin bao bao đẹp. Đó, cam ký chụp nét hết nha. Nói chung những con này thì cam ok hết. Giá 1,3 triệu thôi. Đó. Tiếp tục là một con Samsung nữa nè. Con này là Samsung A10 thôi, nãy kia là A10s ha. Con số 9 cũng là một con Samsung, nhưng mà con này thì ngoại hình đẹp nha mọi người ha. Vỏ viền vứt đồ đẹp hết, màn đẹp, vỏ đẹp, men men đẹp hết, màn cũng rất là ngon luôn, màn zin, vỏ zin, men zin nha. Chip con này là chip Exynos 7884, RAM 3, RAM 2 chứ. Con này là bản RAM 2, bộ nhớ là 32, màn hình là 6,2 inch HD cộng á. Pin là 3400 mọi người ha. Đó. Rất là ngon luôn, con này thì đồng giá luôn cũng 1,3 triệu luôn. 1,3 triệu cho mọi người nha, nhưng mà được con này là máy đẹp,
đẹp tầm khoảng 95-97% luôn ha. Số 9 và số 10 nè mọi người. Số 10 ha, những con này là cam ký đồ chụp nét ha nha. Nói chung là nếu mà mọi người mà muốn mua con nào á thì mọi người qua bên Zalo ha. Mọi người qua bên Zalo cho mình một cái tin nhắn TT mình muốn mua con số 10, con Vmax nha, Vmax Ta 4 ví dụ con số 10 này đi. Đó. TT quay một đoạn video cho mình review lại một đoạn cho con mình một con Vmax Ta 4 con số 10. Đó, anh em cứ qua bên Zalo cho mình một cái tin nhắn thì TT sẽ review lại cho anh em bên Zalo nha. Anh em không cần phải kết bạn hết, cứ cho mình một cái tin nhắn mình sẽ trả lời cho mọi người ha. Con này là Vmax Ta 4 nha mọi người. Màn hình là 6 inch HD cộng. Được cái là bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ là 32. Chip là chip Helio B35 nha. Đó, pin cũng pin là 3.500, pin là 3.500. Giá thì con này thì mình để lại cho mọi người giá 1 triệu thôi ha. Ngon nha, màn hình hiển thị rất là đẹp, cam ký chụp ok hết. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube ngon lành. Số 10 nha mọi người, giá là 1 triệu. Rồi số 11 nè. Số 11 là một con Oppo A37 ha, máy đẹp keng nha. Oppo A37 bản RAM 2 bộ nhớ là 16 nha mọi người. Con này là bản RAM 2 bộ nhớ 16, máy đẹp nè. Ha, mình có hai màu lận, màu hồng và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy nha. Bản của nó là bản RAM 2 bộ nhớ 16 mọi người. Ha, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon hết nha. Nói chung là mấy con này là máy phụ bao đẹp, 750 thôi ha. Đó, con số 11 Oppo A37. À, mình có một con Oppo A37 nữa nè mọi người. À, con này thì ngoại hình xấu, viền xấu, vỏ xấu hết. À, màn thì cũng tương đối ok á. Màn thì ngon lành, mua về thích hợp nghe. Cũng con này thì cũng là bản RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Chỉ có cái cấu hình giống như con này hết, nhưng mà ngoại hình thì nó xấu nè. Đó, viền vứt thì ngoại hình nó xấu. Cái màn thì nó cũng không đẹp bằng. Nên nhưng mà được cái là lướt rất là mượt nha. Đó, không có bị gì hết, chỉ có cái là ngoại hình nó hơi xấu thôi. Con này thì thanh lý cho mọi người giá chỉ có 450 thôi ha. Oppo A37 nha, ngoại hình xấu, giá 450. Đó, còn con này đẹp nè, đẹp từ A đến Z, tặng đầy đủ phụ kiện, giá là 750 nha. Rồi số 12. Số 12 là một con Oppo F5 ha. Oppo F5 con này là bản của nó là bản RAM 4, bộ nhớ là 32, màn hình là 6 inch full HD cộng luôn mọi người. RAM 4 lận, chip là Helio B23 nha. Pin là 3200, con này thì để lại cho mọi người giá 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha, Oppo F5 mà để có giá có 1 triệu 3. Số thứ tự là số 12 nha mọi người. Đây, màn bao đẹp nè, màn hiển thị cũng rất là đẹp nha. Con này mình quên mở nguồn hay gì mất tiêu rồi. Con này mình quên mở nguồn, nói chung con này rất là ok luôn á. Màn hình cũng tương đối đẹp, hiển thị bao đẹp, giá có 1 triệu 3 thôi nha, Oppo F5. Oppo F5 này, con này là bản của nó là bản RAM 4, bộ nhớ 32 thôi nha mọi người. Ngoại hình thì có phải có chày tí xíu, nên giá là 1 triệu 3. Số 12. Rồi số 13 nè. Số 13 là một con Oppo A53 ha. Oppo A53, bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, 4G nha, màn hình là 5.5 inch, pin của nó là 3075. Con này thì để lại cho mọi người giá 1 triệu thôi ha. Con này thì để lại cho mọi người giá 1 triệu nha. Màn hình hiển thị cũng đẹp á mọi người. Con này màn hình hiển thị ok á. Đây. Đó, màn rất là đẹp nha. Con chịu rồi, thích hợp, vượt cái là bản RAM 3 bộ nhớ 32 nữa. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook các kiểu là ngon là thành đào á. Số thứ tự là số 13 nha, giá có 1 triệu à. Oppo A53 xài được 4G, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn. Rồi số 14 nè. Số 14 là còn con Oppo A5s ha. Oppo A5s con này là bản, con này thì chỉ là bản RAM 3 bộ nhớ 32 thôi, không phải là bản nâng cấp nha mọi người. Bản RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình là 6.2 inch, chip cũng là chip Helio B35, pin là 4230 ha. Giá là 1 triệu 6 nha, con này giá 1 triệu 6, ngoại hình ok á. Vỏ zin men zin màng zin nha, con số thứ tự là số 14 ha. Con này là số 14. Nói chung là máy màn hình hiển thị bao đẹp, màng zin vỏ zin men zin bao đẹp ha. Nghe gọi Zalo, Facebook các kiểu là ngon lành. Số thứ tự số 14 nha, giá 1 triệu 6, Oppo A3s. Rồi số 15. Đây, số 15. Số 15 là một con Vmax Joy 4 ha. Vmax Joy 4 RAM 4 bộ nhớ là 64, màn hình là 6.5 inch. Đó, chip Snapdragon là 655. Pin là 5000 nha, pin bao trâu, có hai màu nha mọi người, màu đen với màu xanh, mọi người thích lấy màu nào đấy. Có chày có phẩy nha, con này thì phẩy có chày. Đó, full HD cộng. Cáp sạc thì cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh nha. Chip Snapdragon là 665 thì chip rồng. Con này chip rồng thì cũng tương đối ngon á nha. Sạc thì là 18W, cáp sạc Type C nha mọi người. Cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh. Giá thì chỉ có 1 triệu 7 thôi nha.
giá 1,7 triệu. Còn số tự số 15 nha, V Max Joy 4. Đó, có hai màu, màu đen màu xanh, mọi người thích lấy màu nào thì lấy ha, như nhau thôi, máy full hết, chỉ có ngoại hình là có phải có chày. Đó, số 15. Rồi số 16 nè mọi người. Rồi số 16 là một con V Max Lite 4. Đây. V Max Lite 4 con này là màn hình 6,5 Full HD cộng nha. Chip Snapdragon gần của nó là 675 luôn. Bản RAM 6, bộ nhớ là 64, màn hình là 6,5 inch, cam là 48 chấm nha mọi người. Pin là 5000 và cũng sạc nhanh ở chế độ là 18W. Bản RAM 6, bộ nhớ 64 lần, xài bao mượt. Những con này xài rất là ok, cam kiết còn ngon lành hết á. Màn zin vỏ zin men zin nha. Thanh lý cho mọi người con này thì để lại cho mọi người giá 1,850 triệu ha. 1,850 triệu. V Max Lite 4 nha, cấu hình cao á. Đó. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là con gì đây? Con số 17 nha. Số 17 là một con Huawei Y7 Pro. Y7 Pro đời 2019. Con này thì màn hình là 6,26 inch. Full HD cộng mọi người. Chip con này được cái là chip ROG luôn, 450. RAM 3, bộ nhớ là 32 thôi. Pin là 4000, hỗ trợ xài được 4G luôn nha. Rồi con này thì để lại cho anh em giá có 1,2 triệu à nha. 1,2 triệu. Đó, số thứ tự là số 17 nha. Ngoại hình thì có phải có chày nè. Đó, nhưng mà màn hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Đây. Màn hiển thị bao đẹp. Đó, chip Snapdragon là 450, anh em mấy con này anh em chơi Free Fire được luôn nha. Chơi Free Fire được luôn á. Giá còn 1,2 triệu à, quá bèo đúng không? Rồi số 17 đúng không? Rồi số 18 nè. Số 18 là một con Samsung. Đó. Samsung A02s, RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 6 inch nha, 6,5 inch chứ, màn hình to á. Chip Snapdragon luôn, con này là chip ROG 450, pin là 5000, màn hình HD cộng mọi người, màn hình to nè. Đó. Ha. Màn hình hiển thị bao đẹp, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu, chơi game được nha mọi người, con này chơi Free Fire được luôn á. Ha. Màn hình đẹp nè, cái này thích hợp cho những cái anh chị nào mà lớn lớn tuổi á, màn hình 6,5 inch to. Thì mình xem phim coi cái chữ nó cũng to nữa, nó cũng dễ nhìn. Mà được cái là pin nó lại trâu nữa nha. Pin nó cũng tương đối trâu á. Giá thì chỉ có 1,9 triệu thôi ha. Con này giá 1,9 triệu cho mọi người. Số 18 nha. Rồi số 19 nè. Số 19 là một con Vivo Y67. Vivo Y67 bản của nó là bản RAM 4, bộ nhớ là 32, màn hình là 5,5 inch á, pin là 2,900 mọi người. Giá thì có 1,1 triệu thôi ha. Tặng đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng cường lực bộ sạc, màn hình hiển thị bao đẹp nè. Đó, mọi người thấy không? Màn hình hiển thị bao đẹp nha. Được cái là bản RAM 4, bộ nhớ 32 nữa. Và giá có 1,1 triệu và tặng đầy đủ phụ kiện, quá ok đúng không mọi người? Ha. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu nè, nút nguồn đây nè. Đó, mình nãy giờ mình mò mò mình thấy nút nguồn. Ha, nút nguồn bấm bình thường nha mọi người. Máy hiển thị rất là đẹp luôn á. 1,1 triệu thôi. Số 19. Rồi số 20. Số 20 là Oppo F5 nha mọi người, mình còn hai màu, màu đỏ và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy ha. Màu đỏ màu gold, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Cường lực nè, cường lực, ốp lưng, bộ sạc ha. Oppo F5 bản của nó là bản RAM 6 nha. Bản RAM 6 bộ nhớ là 128, màn hình là 6 inch full HD cộng. Chip con này thì là chip Helio B23. Pin là 3200 nha mọi người. Rồi, giá là 1,550,000 thôi. Vân tay đầy đủ nha, vân tay sau lưng nè mọi người, đầy đủ hết. Rồi số 20, giá là 1,550,000. Oppo F5 á mọi người. Rồi số 20 là tới số 21 đúng không? 21 là iPhone. Đây, số 21 nha, đây là số tự số 21. iPhone 6G bản 32GB. Những con này á, những con này là máy đẹp ken nha. Những con này là máy đẹp ken zin hết nha mọi người. Máy quốc tế, zin ken ha, pin mới. Nói chung là những con này thì máy ok hết, máy đẹp ken. Thì những con này thì thanh lý cho mọi người giá là 1,450,000 nha. 1,450,000, máy đẹp ken ha mọi người ha. Đó. Nói chung là máy ok hết, zin hết nha, vỏ zin men zin, màng zin, pin là pin thay mới rồi. Giá là 1,450,000 ha. Rồi tiếp theo là số 22 ha mọi người ha. Số 22 là một con iPhone 6 LED bản 16GB, máy quốc tế nha, zin ken luôn. Con này là pin thay mới rồi. Pin là pin thay mới, vỏ zin men zin, màng zin nha mọi người. Màn bao đẹp ha. Nói chung là hiển thị rất là đẹp luôn. Đó, con này là zin nguyên cây nha. Đó, vỏ zin men zin, màng zin. Con này là thanh lý cho mọi người giá là 1,550,000 thôi. Số 22 nha. 1,550,000. iPhone 6 LED bản 16GB. Máy đẹp ha.
Rồi số 23. 23 lực là một con iPhone 6S. iPhone 6S bản con này thì bản của nó là bản 64GB máy quốc tế. Con này thì bị mất phân tai rồi mọi người, được cái là pin thay mới rồi ha, vỏ zin men zin màng zin nha. Con này được cái là bản 64GB nữa. Nên anh em lưu rất là nhiều những cái dữ liệu cho mình luôn, chụp hình quay phim. Những con này chơi game cũng rất là ngon nha. Đó. Ha, màn hình này vỏ viền thì có phải có chạy tí xíu nhưng mà tương đối thôi mọi người. Ha, nhưng mình nhìn cũng còn tương đối đẹp. Giá 1.7 triệu thôi, 64GB nha. iPhone 6S nhỏ gọn nè, cầm rất là nhỏ gọn luôn, có 1.7 triệu. Rồi số 24. 24 là cũng là một con iPhone 6S nha. Con này là iPhone 6S Plus ha. Bản là bản 16GB, máy quốc tế, ai lâu ẩn rồi. Con này thì là ai lâu ẩn rồi mọi người, ai lâu ẩn là tránh trường hợp mọi người đặt lại dòng 2 hoặc là reset máy á. Còn ví dụ trường hợp mọi người có iCloud thì mọi người cứ đăng nhập vô xài bình thường ha, giống như một con máy quốc tế thôi. Nhưng mà mọi người xài thì đừng có đặt lại dòng 2 hoặc là mọi người đừng có cập nhật iOS mới. Đó, iOS này cao rồi cứ để về xài hoài, 15.5.6 rồi mọi người, để về xài thôi. Giá thì bèo luôn nè, 1.450.000 thôi ha. Pin là pin zin theo máy còn 81% nha. Thanh lý có 1.450.000 bằng như một con iPhone 6G. 6S Plus mà thanh lý và gần như giống như một con iPhone 6G luôn ha. Nhưng mà con này mọi người chiến game rất là mượt luôn. Thật sự 6S Plus là chiến game rất là ngon. Số 24 nha. 25. Số 25 là một con 7G. iPhone 7G, con này là bản 128GB, máy quốc tế, không dính tài khoản, không iCloud. Pin là pin thay mới luôn mọi người, zin ken nha. Nói chung là zin ken, zin từng con ốc luôn, màn bao đẹp ha. Bản 128GB thì tha hồ mà mình lưu lại những cái niệm, những cái dữ liệu, những cái hình ảnh hay quay phim này nọ đó mọi người, giữ lại rất là ngon nha. Đó, chụp hình bao nét ha. Máy zin hết, con này là máy zin hết. Mình còn hai màu nha mọi người, màu đen, màu gold và màu bạc lận. Đó, giá là 2.550.000. Số 25. Rồi 26 nè. Rồi 26, con này cũng là một con iPhone 7G. Và con này thì bản 32GB thôi ha. Máy thì đã qua sử dụng rồi, có phải có chày nha. Con này thì có phải có chày nên thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 2.3 triệu thôi. Mất vân tay ha. Con này thì bị mất vân tay, pin thì còn 84% nha mọi người. Nhưng mà được cái là mua về là máy phụ bao ngon. Đó, 7G bản 32GB. Thanh lý cho mọi người giá chỉ có 2.3 triệu thôi nha. Vỏ viền thì có phải có chày nha, nhưng mà cũng tương đối đẹp á, không xấu đâu. Số 26. Rồi số 27 nè. 27 là một con iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus bản 128GB, máy quốc tế ha. Máy này là zin ken hết, pin là pin thay mới ha. Giá thì là 3.5 triệu thôi mọi người. Số 27 nha, 3.5 triệu. Con này thì zin mọi người nguyên cây, vỏ zin men zin màng zin bao đẹp ha. Đó, 3.5 triệu. Màn hiển thị bao đẹp luôn nha. Nói chung con này là máy zin hết, mua về xài là bao mượt luôn. Bản 128GB thì rất là ngon rồi, mình xài rất là đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình luôn mọi người. Hoặc là chơi game Liên Quân, Free Fire là hay là PUBG là quá ok ha. Giá là 3.5 triệu thôi. Máy đẹp nha, máy đẹp 98-99% á, zin ken hết luôn. Rồi. Tiếp theo là số 30. Số 30 là một con iPhone 8G. iPhone 8G con này mình mới thu lại từ người dùng á mọi người. iPhone 8G bản 64GB máy quốc tế nha. Pin là pin, con này là pin 100%, pin thay mới ha, chỉ bị mất vân tay thôi mọi người. Đây. Đó, chỉ bị mất vân tay, xài bao ngon nha. Đó. Vỏ zin men zin màng zin, nói chung là con này zin hết nguyên cây, pin thì pin đã thay mới rồi mọi người ha. Nói chung là con này là zin hết, chỉ có điều là nó chỉ bị mất vân tay thôi, nên thanh lý cho mọi người, giá thì chỉ có để lại cho mọi người giá 2.9 triệu thôi nha. Con này để lại cho mọi người giá 2.9 triệu. Con số 28 nha mọi người. Cái này là cái cũ nè. Đó. Con số 28 nha. Giá là 2.9 triệu iPhone 8G. Mua con này về thật sự luôn, nhỏ gọn, máy đẹp nha. Ngoại hình đẹp tầm khoảng 98-99% luôn á, máy zin hết nguyên cây á mọi người. Chỉ bị mất vân tay thôi, 2.9 triệu thôi ha. Rồi tiếp theo. Số 29 nè nha. Số 29 là một con iPhone X, bản của nó là bản quốc tế, máy quốc tế nha mọi người. Bản là 256GB lận, máy quốc tế bản 256GB ha. Ai lâu ẩn nhưng mà được cái là máy màn zin, vỏ zin men zin hết. Ai lâu ẩn có nghĩa là sao? Có nghĩa là con này người dùng họ xài á mọi người, rồi họ quên cái tài khoản, họ có một cái tài khoản iCloud họ quên đi ha. Họ quên đi thì nói chung bên mình đã ẩn cái tài khoản đó rồi
đã, tài ẩn cái tài khoản iCloud đó rồi, thì mọi người có tài khoản iCloud thì mọi người cứ đăng nhập vô xài bình thường nha, như một con máy quốc tế thôi mọi người. À, máy bao đẹp, chu tông này nọ còn đầy đủ hết nha, con này là máy ok lắm á, máy vô chung là rất là ngon luôn ha. Đây nè, đó, chu tông còn đầy đủ nha mọi người, xanh lè xanh lét luôn ha. Nói chung là con này là máy zin hết luôn á, nó chỉ có người dùng họ quên cái iCloud nên giờ phải thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 3,8 triệu thôi nha, 3,8 triệu iPhone X, được cái là 256GB nữa. Nói chung là 256GB thì mọi người tha hồ mà lưu, chụp hình đi du lịch là không sợ hết bộ nhớ, cam bao nét nha, con này chụp rất là nét luôn. Đó, con này là mọi người nói chung là đi mấy anh chị lớn tuổi hay gì đó đi du lịch mà phải chụp hình đó, xài con này bao đẹp, bao đã. Đây, iPhone thì mọi người biết rồi, cam chụp, cam nó chụp rất là thật luôn, không 3,8 triệu thôi. Rồi tiếp theo là con XR nè, iPhone XR nha. Con này thì bản 64GB máy quốc tế, pin thì đã pin con này là đã thay mới rồi mọi người ha, giá là 5,4 triệu thôi. Ngoài máy đẹp nha, máy đẹp tầm khoảng 97% á. Đây, máy ok hết ha, máy full hết nha, không dính tài khoản, không iCloud sạch ha, máy sạch, giá 5,4 triệu thôi, máy đẹp tầm khoảng 97%, zin hết cho mọi người, vỏ zin, men zin, màng zin á. Rồi số 30 ha, rồi số 31 nè, con này là số 31, số 31 là iPhone 11 mọi người ơi, iPhone 11 Pro Max ha, mình có hai cây đó, iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 256GB, zin ken hết nha, pin là pin tầm 80, con này là 87%, con này là 89% nha mọi người. Nói chung pin cũng 8X là cũng cao quá, 87-89 là cũng ok rồi. Một cái là bản 256GB, máy zin hết từ A đến Z nha, vỏ zin, men zin, màng zin. Thì thanh lý cho mọi người giá là 11,200,000 thôi nha, 11,200,000, mỗi cây đều như vậy hết, 11,200, 11,200 ha. Mọi người thích lấy con nào thì lấy, máy đẹp ha, hiển thị rất là đẹp luôn nè mọi người, thật sự luôn đó. Mua mấy con này thật sự, mọi người mua mấy con này về á, mình lưu lại mình sử dụng rất là đã, mình làm máy, nói chung là làm máy chính máy phụ cũng ngon hết. Đây màn hình nè ha, vỏ zin, men zin, màn zin hết nha, 11,200,000 iPhone 11 Pro Max bản 256GB. Rồi số 32 là một con iPhone 13 Pro nha, iPhone 13 Pro bản con này là 256GB và nó là bản Việt Nam. Cái màu rất là đẹp nè mọi người, con này là màu xanh rêu nha, màu xanh rêu nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, 256GB, pin thì pin còn 99% ha, zin ken hết, con này còn nguyên app nha, pin zin, nói chung là con này còn bảo hành hãng của Apple á, còn khoảng 7 tháng nha mọi người, còn bảo hành hãng 7 tháng luôn ha. Đó, nói chung là máy đẹp, zin ken không một tì vết luôn nha, nói chung là máy đẹp cực kỳ luôn. Những cái con đời cao như thế này thì TT có hỗ trợ trả góp nha, máy xài bao mượt, thật sự máy này là mọi người mua về xài là bao đã ha. Này TT đang thanh lý cho mọi người giá là 22 triệu nha mọi người, 22 triệu nha, có hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Rồi tiếp theo là số 33 ha, 33 thì mình có hai cây iPhone 5 SE nha mọi người, iPhone 5 SE số 33, con này là bản 64GB nè đó, bản 64GB nhưng mà máy thì phải có chày có phẩy nên để lại cho mọi người giá con 1,6 triệu thôi ha. iPhone 5 SE mắc vân tay rồi, con này mắc vân tay để lại cho mọi người giá con 1,6 triệu à. Đó, 64GB nha, xài bao đã. Những con SE này thì mọi người biết rồi, làm máy phụ là cực kỳ mượt, được cái là 64GB nữa nên mọi người lưu rất là đã luôn, vỏ zin, men zin, màng zin hết nha. Đó, con 1,6 triệu thôi mọi người. Còn con này cũng vậy nè, số 33, và con này thì là máy đẹp ken mà nó là bản 32GB nha. Con này thì máy bản 32GB thôi nhưng mà viền máy đẹp ken, vỏ vứt đầu đẹp nha, đẹp 98-99%, vỏ zin, men zin, màng zin hết, 32GB ha, zin ken nha, màn hình hiển thị bao đẹp luôn, bao full luôn ha. Đó mọi người, mình lấy nét cho mọi người xem nè, đó đẹp chưa. Nói chung mấy con này thì bao xài làm máy phụ thì quá đã nha. Một con này thì 5 SE bản 32GB, máy zin hết, không dính tài khoản, không ai lao, full hết nha, vân tay đầy đủ, giá là 1,850,000 nha, 1,850,000. Số 34, à số 33 chứ mọi người, rồi số 34 đây, số 34 là một con Samsung nè ha. Đây là Samsung M51 nha, con này pin bao trâu nha mọi người, Samsung M51, con này là vỏ zin, men zin, màng zin hết nguyên cây,
màn hình là 6,7 inch Full HD cộng nha, màn hình Super AMOLED luôn á. Chip Snapdragon, con này là chip ROG 730, RAM 8, bộ nhớ là 128 ha. Cam là 464 chấm, pin là 7000, pin siêu trâu luôn. Thật sự pin con này là siêu trâu ha. Số 34 để lại cho mọi người giá là 4 triệu thôi, màn hình bao đẹp nè ha. Con nói chung là vỏ zin, men zin, màn zin, màn thì ok hết nha mọi người ha. Đó, giá thì chị để lại cho mọi người giá 4 triệu thôi, bao đẹp nha, pin rất là trâu. Thật sự mọi người xài con này pin xài 2 ngày không hết pin, pin tới 7000 luôn mọi người ha, pin kinh khủng luôn. Rồi số 35, nãy số 34 rồi đúng không, giờ tới số 35. Số 35 là một con ai, con Samsung, Samsung S10e nha mọi người. Samsung S10e, màn hình là Diamid 5,8 inch Super AMOLED luôn nha, Full HD cộng á. 6 RAM của nó là RAM 6, bộ nhớ là 128 ha. RAM 6 bộ nhớ 128, chip là chip Exynos 9820. Pin là 3100 nha mọi người. Con này là pin 3100. Giá là con này để lại cho mọi người giá 3,4 triệu tặng đầy đủ phụ kiện nha. Giá là 3,4 triệu tặng đầy đủ phụ kiện, màn rất là đẹp luôn. Thật sự con này mọi người nè, cầm rất là nhỏ gọn nha, nhưng mà đi ra ngoài nắng này nọ rồi rất là ngon. Pin pin cũng rất là trâu, tuy là pin 3100 thôi nhưng mà pin của nó rất là cầm luôn. Mọi người xài mà rồi mọi người dùng kỹ á, pin rất là ngon. Đó, cam kiếc nè. Nói chung là màn hình nè, cam kiếc ngon lành. Đó, cam trước cam sau là ok hết nha. Rồi, giá thì là 3,4 triệu nha mọi người. Đó, số 35, 36 nè. Số 36 là một con Oppo Reno 7Z 5G. Đó, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ lên đến 128 nha. Màn hình là Super AMOLED. Chip Snapdragon là 695, pin là 4500. Pin là 4500, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 33W, sạc siêu nhanh luôn mọi người. Đó, số 36 con này thì thanh lý cho mọi người giá là 5 triệu thôi nha. Con này bây giờ để lại cho mọi người giá 5 triệu, màn hình bao đẹp nè. Rồi. Đó. Đấy, ok nha, màn hình bao đẹp. 5 triệu thôi mọi người. Oppo Reno 7Z 5G ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn á. Pin sạc là rất là nhanh, để sạc bao nhanh đầy. Rồi tiếp theo nè. Oppo A3s. Oppo A3s, con này là RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 nha. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, xài được 4G, pin là 4230. Con này thì để lại cho mọi người giá là 1,650,000 thôi ha. Đây, máy ok nha mọi người. Màn con này được cái là bản RAM 6 bộ nhớ 128 ha. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 luôn. Mọi người tha hồ mà chụp hình quay phim lưu lại nha. Đây. RAM 6 bộ nhớ 128, nhưng mà cái lưng nó hơi chày nè, vỏ cái lưng zin nha mọi người. Vỏ zin, màn zin thì nó hơi chày tí xíu ha. Thì thôi con này để lại cho mọi người giá 1,6 triệu thôi. Tại cái mặt lưng nó hơi chày nhiều nha. Đó, để cho mọi người 1,6 triệu. Chơi game được nha. Con Oppo A3s này chip Snapdragon là 450, chơi game được này, Liên Quân chơi ngon luôn á. Rồi tiếp theo nè, con số 38, nãy 37 rồi tới 38 ha. Redmi, Xiaomi Redmi Note 7, Note 7 nha. Màn hình là 6,3 inch Full HD ha. Chip Snapdragon, con này là chip ROG nha mọi người, chip ROG 660, RAM 4 bộ nhớ là 64, xài được 4G luôn. Cam là 48 chấm. Con này thì pin là 4000. Để lại cho mọi người giá thì con này để lại cho mọi người giá 1,6 triệu thôi ha. Máy ok hết nha. Con này mua về treo game, chiến game ngon nè mọi người. Đó. Giá chỉ có 1,6 triệu thôi, được cái chip ROG 660 nữa chứ. 4G, RAM 4, bộ nhớ 64 nữa, quá ngon luôn. Rồi số 39 nha. Số 39 là một con Samsung. Samsung A02s, à Samsung A20s nhầm. Này là Samsung A20s nha mọi người. Màn hình là 6,5 inch HD cộng. Chip là chip Snapdragon 450, RAM 3 nha. Con này là bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ 32 thôi. 4G, pin là 4000. Sạc nhanh, con này là cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 15W ha. 1,850,000 nha. 1,850,000, máy bao đẹp luôn. Đó, màu xanh dương đẹp. Màn hình hiển thị nè, rất là to nha mọi người. Máy này người lớn tuổi xài rất là ngon, màn hình hiển thị đẹp. Số 39 nha, 1,850,000. Rồi số 40. 40 là một con Oppo F11 ha. Oppo F11, RAM 6, bộ nhớ là 64, màn hình là 6,5 inch. Con này là chip Helio B70 nha. Màn hình của nó là Full HD cộng luôn á.
cam là 48 chấm, pin là 4020 ha. Để lại cho mọi người giá 2,4 triệu thôi mọi người, 2,4 triệu mọi người xài ha. Màn nè, màn hiển thị bao đẹp nha, nói chung là máy full hết, cam chiếc chụp ngon lành gần đào thật sự luôn. Mấy con này cam chụp rất là nét, Oppo thì cam chụp bao nét nha mọi người ha. 2,4 triệu thôi, Oppo S11. Rồi tiếp theo nè, một con Oppo nữa nè, Oppo A9, Oppo A9 đời 2020 ha. Màn hình là 6,5 inch HD cộng, chip Snapdragon là 665 luôn ha. chip rồng nha, chip rồng hơi bị cao á. RAM 8+3, bộ nhớ lên đến 128 nha, RAM 8+3 lên đến bộ nhớ 128. Cam là 48 chấm, pin là 5000, pin con này hơi bị trâu luôn ha. Cam nè, nói chung mấy con này cam chụp bao nét, cam trước cam sau là ngon lành. Chip Snapdragon là 665 lần số 41 nha. Con này thì TD để lại cho mọi người giá thanh lý luôn. Con này thì lỗi nhẹ thôi mọi người, có nghĩa là cái lo của nó để lại cho mọi người giá 2,2 triệu thôi ha. 2,2 triệu thôi nha. Được cái là bản RAM 8+4, bộ nhớ lên đến 128, mà chip Snapdragon là chip rồng nữa. Nhưng được cái nào mọi người nghe nè, có nghĩa là cái lo ấy, mọi người, cái lo mình nghe cảm giác là nó không được lớn cho lắm ha. Nói chung là nó cũng to á, giống như là một con điện thoại bình thường đi, mình max volume là 100% thì con này nó max volume tầm khoảng 70 đến 80%, 80% là nó max volume thôi đó. Có nghĩa là mình chỉ maximum luôn á là nó được như vậy, nên thanh lý cho mọi người cái giá rẻ luôn, chỉ có 2,2 triệu ha. Mua con này về chiến game hơi đã luôn á, 2,2 triệu mọi người xài nha. Oppo A9. Rồi tiếp theo là mấy con iPad nè, thanh lý cho mọi người luôn nè ha. iPad thì mình không có nói nha, mình nói tên thôi. Này là iPad mini nha, iPad mini 1. Con này thì thích hợp mọi người mua về nè, xem TikTok nè, xem YouTube ngon lành nha. Con này là xem YouTube ngon lành, tuy là nó hơi chậm tí xíu thôi, nhưng mà xài xem YouTube nghe nhạc này nọ cũng rất là đã nha mọi người đó. Đó, con này thì hiện tại TD sẽ thanh lý cho mọi người giá chỉ có 7 xị thôi, 7 xị nha, 700k đây nè. Đó, nghe nhạc rất là đã luôn, con này nghe nhạc mọi người mua về nghe nhạc rất là ấm. Mấy con iPad thì nó có nghĩa là nó hơi chậm chậm một tí xíu, nhưng mà xài khi mà nó đã chạy rồi á, mọi người xài rất là sướng luôn đó mọi người ha. Đây, màn hình hiển thị đẹp nha, mọi người xem nè, màn hình hiển thị rất là đẹp. Đây, mình chỉnh cái màn hình lên cho mọi người to nha. Đây, đó, thấy không? Con này thì thanh lý cho mọi người giá là chỉ có 7 xị thôi nha, 7 xị cho mọi người xài. Có cái góc này nè mọi người, cái góc màn hình nó bị giống như bị phản quang tí xíu nha. Đó, iPad mini mà thanh lý cho mọi người giá chỉ có 7 xị thôi. Đó. Tiếp theo nè, con này là con gì đây? Con này là Tab Samsung Tab E. Đây, Samsung Tab E. Con này thì để ba con này thì hiện tại mình bán cho mọi người giá là 8 xị nha. Đó, màn hình rất là to, mua về con này là mua gắn sim vô được luôn. Con này là gắn sim vô được nha mọi người, gắn sim gắn hệ nhớ luôn được nè ha. Đó, gắn sim vô nghe gọi được luôn á. Con này thì chủ yếu là nghe xem YouTube thì ok ha, 8 xị thôi. Màn hình rất là to. Đó, con này, những con này thì dòng bây giờ thì chạy nó tương đối nó không được mượt lắm nha mọi người, nhưng mà khi mà nó chạy vào rồi á thì mọi người xem này nọ thì cũng tương đối ngon á. Nhưng mà con Tab E thường là cái âm thanh nó hơi nhỏ nha, âm thanh nó hơi nhỏ, mình cảm thấy nó không được to. Đây, này đang quảng cáo mọi người, cái âm thanh á, nói chung cái âm thanh nó, cái lo dạng cái dòng này là cái lo nó vậy thì thôi cái này để lại cho mọi người 7 xị luôn nha, cũng được á mọi người ha. Đó thì thôi, con này cũng cái âm thanh nó nói chung không được rõ cho lắm, để cũng để lại cho mọi người giá là 700.000 nha, 700.000. con này là gọi là Samsung Tab E nha, Samsung Tab E. Rồi con cuối cùng nè, đây con cuối cùng, con này thanh lý, con này là iPad 4 nha mọi người. Pin là bao trâu ha, pin là bao trâu, nhưng mà con này á, thật sự luôn, nó lên YouTube nó chậm lắm ha. Mình đã tải YouTube lên rất chậm. Con này thanh lý cho mọi người giá 5 xị nè. Đó, bán cho mọi người giá 5 xị mọi người xài luôn ha. Đó, YouTube lên vẫn được nha mọi người, nhưng mà nó hơi chậm nè mọi người, không nghe tiếng mà không nghe hình nè. Từ từ nó mới lên ha. Đó, nó hơi chậm tí xíu. Đó, như vậy thôi. Còn cái TikTok nó lên rất là lẹ luôn.
đó, nó lên nó hơi chậm đi xíu. Đây TikTok nè, nói chung là YouTube thì nó lên được đó, mọi người thấy nó lên được nhưng mà nó hơi chậm nha, còn TikTok lên thì ok. Đây đây TikTok lướt rất là lẹ luôn mọi người, đây, mọi người xem nè đó ha, TikTok lướt rất là lẹ luôn. Xài Zalo được nha, xài Zalo, xài Facebook, xài Messenger được nha mọi người. Rồi con này để lại cho mọi người giá 5 xị mọi người xài luôn ha. 500 mọi người xài. Đó, ngon lành nha. Nói chung pin thì rất là trâu. Pin con này mình để cách thật sự luôn, mình để trước Tết tới giờ nè, mình không tắt nguồn nha. Nó vẫn còn 40%. Mình để trước Tết tới giờ luôn, mình vừa kết nối Wi-Fi luôn nè mà nó không hết pin mọi người. Mình để mình quên tắt nguồn á. Để nó chắc cũng cả hơn cả tháng à, mà nó không hết pin. Pin bao trâu luôn. Rồi thì video đến đây là hết rồi. Mong là mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ nha. 0963 595 262. Rồi bye bye tất cả mọi người ha.